Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì máy Tuấn Anh sẽ giới thiệu các bạn một chiếc phụ kiện tỉa hàng rào để lắp vào chiếc động cơ đeo lưng hoặc là chiếc máy xà cỏ đeo lưng mà các bạn mua về nhưng nó chỉ có cắt cỏ và xà cỏ thôi, nó không có cái tỉa hàng rào như này. Nhiều khi chúng ta phải dùng tỉa hàng rào hoặc chúng ta có thể dùng cái máy này để chúng ta cắt chè. Nó rất là tiện bởi vì khi mà bình thường thì cái này nó có một cái động cơ ở đây, chúng ta không thể cầm liên tục để chúng ta đưa đi đưa lại được thì nó rất là mỏi, thì nó mới bây giờ có cái tỉa là chúng ta động cơ nó đeo vào sau lưng thì chúng ta phải làm được thời gian dài và làm được nhiều công việc. Thì đây chúng ta sẽ đi đến là nó cái này, đây của nó là có 20 lưỡi nha, 20 cặp nha. Đây các bạn xem này, đây các bạn xem của nó này, đây có 20 cặp răng kéo suốt từ đây ra này, đây có 20 cặp răng. Rất là sắc nha, nếu đưa mạnh đứt tay này, rất là sắc. Thép của nó làm rất là dày vừa sắc này. Cái này cắt cũng phải cắt được 2-3 năm mới phải mòn, khi mòn thì chúng ta vẫn có thể mài để mà chúng ta có thể cắt tiếp được. Đó. Thì tôi sẽ xem thế là tôi sẽ đo cho các bạn thấy là cái chiều dài đưa cắt của nó bao nhiêu. Đây từ đây này, tầm 70 phân. Nếu mà chỗ này nó hơi vướng một tí thì chúng ta để chiều dài cắt của nó là rơi vào tầm 60 phân. Đó, bây giờ các thì nó sẽ hơi phân. Thì đây là một số phụ kiện để mà chúng ta lắp ráp đi kèm. Đấy là phụ kiện là lắp ráp đi kèm. Thì cái đệm cao su này, cái đệm cao su ở đây, đây cái đệm cao su nhá. Đệm cao su này thì chúng ta có thể, nó sẽ có cái miếng khi mà chúng ta lắp ấy, chúng ta lắp vào để nó để lắp cái tay ga này, thì nó sẽ có cái miếng sắt này hoặc cái đệm cao su này chúng ta có thể dùng một trong hai miếng. Thì chúng ta sẽ dùng cái hơn. Chúng ta thích dùng miếng nào chúng ta dùng, cái lắp của nó như lắp như vậy, rất đơn giản thôi. Còn tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là lắp cái cần mềm, đây ta gọi là cái cần mềm đây, cái cần mềm vào trong cái máy, vào cái lỗ này. Thì là cái đầu bên này lắp vào động cơ rồi nhé, đây, chúng ta sẽ xem cái đầu. Đây cái đầu này là để mà chúng ta lắp vào đầu cắt cỏ, nó sẽ có một con ốc như này. Đây con ốc. Đó. Đây con ốc. Thì bạn để ý nhá, nó có cái rãnh này, nó có cái rãnh và có cái gen này. Rãnh cái gen này thì để mà khi mà chúng ta lắp vào rồi ạ thì làm sao để nó đưa qua này, đưa đúng cho bạn nhìn nha, đưa qua đúng là để vào nó giữ cái cần mềm này này, tôi đúc vào. Đấy. Đúc vào được rồi nha, thì chúng ta sẽ phải để ý nha. Chúng ta phải để ý chúng ta đưa làm sao đúng cái chỗ gen này nó ra thẳng với cái lỗ ở đây thì chúng ta chỉ việc đưa ốc qua. Đó, chúng ta đưa ốc qua, chúng ta cố định vào, bạn ốc phải vào đâu đó, đây nó cố định luôn đấy, nó sẽ không bị bùng nhùng. Đấy là cách lắp ở cái đầu vào cái tiền rào này. Còn đây đầu khi mà chúng ta lắp vào động cơ, đây động cơ, đây chính là cái động cơ đeo vai này. Thường là mọi người sẽ mua là cái máy cắt cỏ đeo vai rất nhiều, cắt cỏ đeo vai thì mọi người dùng rất là nhiều rồi đúng không? Máy cắt cỏ đeo vai thì mọi người dùng rất là nhiều, nó cũng không có gì là mới mẻ cả. Thì nhiều khi là chúng ta đã có sẵn động cơ rồi, có thì là mua thêm cái phụ kiện này về này, chúng ta có thể sử dụng được rất là nhiều. Chúng ta đỡ phải mua thêm một cái máy cắt tỉa hàng rào mới đúng không? Thì còn ở cái động cơ lắp được dây đây nó có cái lỗ đây, thì chúng ta chỉ việc là cắm vào thôi, cắm nó vào. Đấy. Đó, chúng ta chỉ cắm vào thôi. Thì bình thường ở đây sẽ có cái khớp đúng không? Chúng ta nhấc lên chỉnh làm sao mà cái lỗ đó, chỉnh làm sao cái lỗ nó vào đúng cái đấy. Khó phết nhỉ. Đó, tức là việc chỉnh làm sao cái lỗ nó vào đúng cái khớp là xong. Thế là chúng ta sẽ lắp được hai đầu này rồi. Đấy, rất là đơn giản thôi.
Thì khi mà các bạn sử dụng cái tỉa rào này nhá, các bạn lưu ý cho tôi là trước khi sử dụng thì chúng ta nên bôi trơn, nhổ những cái nhỏ dầu vào để máy nó chạy nó đỡ ma sát thì nó sẽ đỡ hỏng hơn. Và khi chúng ta dùng thời gian dài nữa, thì chúng ta phải tháo cái mỡ ở ra, nó sẽ bôi thêm cái mỡ bò ở trong cả trong này nữa này để nó giảm nóng và nó cũng coi như bôi trơn ở trong cái bộ phận ở bên trong này để giúp cho máy nó sẽ hoạt động được tốt hơn, thời gian dài hơn. Thì chúng tôi có bán này cả một bán lẻ cái bộ phụ kiện tỉa hàng rào đeo lưng này, và có thể chúng tôi sẽ bán cả một bộ đầy đủ. Nếu các bạn muốn mua thì nếu các bạn chưa có động cơ thì chúng tôi cũng có thể bán một bộ đầy đủ luôn. Động cơ thì rất nhiều loại thôi, 2 thì 4 thì đều có, hàng xịn, hàng liên doanh cũng có, hàng tàu. Thì nếu như các bạn muốn mua thì hãy liên hệ đến số điện thoại ở trên màn hình, hoặc các bạn có thể vào phần mô tả và trang web chúng tôi sẽ có thông tin chi tiết ở trên đấy, thì các bạn có thể đặt hàng ở trên trang web chúng tôi luôn. Nếu bạn thấy hay hoặc thấy hay thì hãy like, share cho video của chúng tôi, hoặc đăng ký theo dõi kênh để mà khi mà có những phụ kiện nào mới và hay thì có thể thông báo đến quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.